Quá người, mấy chị đi báo tin vui cái gì đây không biết. Tin vui. Đó, đó, đó. Gì mà gieo. Đây cái bài rất là dữ sọn nha cái nhà ha. Đó, mọi người cũng đang vào thắp hương mới rồi cả nhà. Trong đó một mâm, hai mâm, ba mâm, bốn mâm, đọc tám mâm, mười mâm gì được cái nhỉ, mười mâm á. Nhưng mà đãi chai nha cái nhà, còn là đãi chai không nha cả nhà, lâu năm mà giấu. Đó, chồng của chị Lon nha cái nhà ha. Đó, chồng của chị Lon. Bông lại nữa nha cái nhà ơi. Bông, bông lại nữa rồi. Bông quá nóng à. Đó, chị Lon đó cả nhà. Xùi mồ hôi luôn rồi. Này nói chuyện với ai đó. Đó. Giờ chị Lon cười rất là tươi nha cả nhà ha. Rồi. Đó, đoàn cười rất là tươi nha. Tám bàn chai nha cái này nha. Đó là rất là đông nha thấy không? Ồ, chỉ bình tĩnh lại nữa nè cả nhà. Bình tĩnh nha cả nhà ha. Bảo vệ che hoài. Mẹ đi mẹ. Bảo vệ che hoài. Để chụp tấm hình coi làm quạt. Để chụp tấm hình làm tấm đeo anh. Bảo vệ này bị bệnh rồi. Bị bệnh rồi, lâu năm mà giấu nha. Chơi hồi đó che hoài luôn á. Sáng giờ thấy che hoài luôn á. Để anh em tao quay với. Đang tâm sự gì nha cả nhà. Họ chị Lon đang nói chuyện với ai biết, nói chuyện chị Ni gì đó. Rồi căng quá rồi căng gì cả nhà. Biết nói gì đây. Đó. Đang nói chuyện với chị Ni gì cả nhà. Đó đúng rồi, nói chuyện với chị Ni cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó, nghe đó, đang nói chuyện với chị Ni cả nhà ha. Đó, đang nói chuyện với chị Ni nha quý vị ha. Bảo bảo vệ đang nói tiếng rồi á. Nói chuyện chị Ni nha, cả nhà thấy hình của chị Ni không? Dạ. Đó. Đó, cái nhà thấy hậu hình của chị Ni đó cái gì? Đó. Đó. Rồi, nãy chị em nói gì mà súng lại quá trời. Cười quá cười, mấy chị Ni báo tin vui cái gì đây không biết. Đó, đó, đó. Gì mà ghê quá thì ghê, tin vui cái gì cả nhà ơi. Chị Ba cái gì chia sẻ được chị Ba. Đó. Chia sẻ xíu là. Đứng báo tin gì đây mà hãy chị bình tĩnh ghê quá trời ghê rồi cả nhà. Chị bình tĩnh ghê quá trời luôn. Có tin gì rất là vui nha cả nhà nha. Mọi người cũng đang chờ đợi cái thông tin mà đồ bà Sáu đưa đi đó cả nhà. Chắc gì vậy, thấy chị đi điện lời nãy chị Lon cũng vui lắm nha. Cô Sáu chuẩn bị qua nha, cô Sáu qua đây ăn một
Ở nhà tao đang bàn bạc nha. Rồi nãy nói chuyện xong rồi bắt đầu đi vô nha, cái này biết được cái gì đây mà tự nhiên đi vô luôn rồi. Tình hình có thể là đồ bà Sáu được đưa đi nha, nãy thấy vui vẻ quá. Đó. Anh này sáng giờ cũng vất vả lắm nha cả nhà, tại vì mọi người xem tới xem lui đây mình tin ra nữa rồi cả nhà ơi. Ô má tư ra luôn nha, má tư ra luôn nha cả nhà ơi. Đó, má tư ra luôn rồi cả nhà. Ồ, má tư là anh Vũ Lưng nè. Má tư là anh Vũ Lưng. Đó. Anh ơi tránh cái đường để cho hắn nhà biết được rồi. Trời ơi, gia đình nghe nha, gia đình luôn. Quá vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Rồi, đây là người nhà đại gia đình nha. Rồi, à, mình nằm đẹp rồi cả nhà. Đó, đang nhập tiệc rồi. Cả nhà thấy không? Đó là đặc biệt cả nhà, má tư nè, chị Loan nè, Bình Tinh nè, Vũ Lưng nè, trời như bạn ca sĩ Lê Hải nên vậy ta phải không? Giống rất là giống rất là giống. Sáng giờ là quá là rồi, cho em xin phép luôn nha anh ơi. Rồi nói chung bắt đầu cũng rồi thêm nha cái này ha. Bùm bùm cũng ra luôn rồi cái nhà ha, bùm bùm thành Mỹ kìa, nhóc luôn rồi cái nhà, đại gia đình luôn, cũng con ra luôn rồi cái nhà, có ẩm con ra luôn kìa, đó. Thank you.
lon nè cả nhà, đi lon ra sắp xếp cho khách ngồi nha. Rồi 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 lon ra sắp xếp cho khách nha cả nhà. Chị lon ơi, chị lon ơi, nhìn cái cho một cặp vợt làm tâm niu chị lon ơi. Chai không nha cả nhà. Rồi trong kia thì đang đãi khách trong kia nha các bạn. Ở đây thì chị Lon đang tắt mặt nha. Dọn ra cho mọi người nha. Còn ở phía sau là đoàn hậu thuẫn anh em YouTube nha. Hai đồng. Rồi, hai nhà luôn. Cho mọi người ăn uống nha, ra bàn ra mâm nha cả nhà.